Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Autochess Mobi nha. Ok, hôm nay phải vào làm tiếp bữa hổm mà làm hai trận Assassin rồi đúng không? Mà thật sự luôn là Assassin dạo này nó chắc ăn lắm á. Assassin leo rank bộ chắc ăn lắm á. Nếu mà bạn chơi kỹ một chút á, mà bạn có hơi xanh lúc đầu á thì cái đoạn cuối bạn cùng lắm là bạn nằm trong top 3. Đó gọi là một cái bài nó an toàn cho ba goblin, vậy là chắc là phải khóa lại với bạn, mua một con xong khóa lại, mua hai con rồi hiệp sau là để lấy ba goblin. Lúc đầu thì nó ngon rồi, được rồi. Tại vì Assassin dạo này nó hơi bá, nó khá bá, với lại nó cũng có cái độ mà nó ra thường xuyên lúc đầu á, thì nó bạn cũng có dễ kiếm khi mà bạn chỉ cần đủ ba Assassin lúc đầu là bạn nâng nó lên 2 sao thì bạn có thể một cái đảm bảo cho cái lượng sức mạnh của bạn nó không có bị tuột theo thời gian nó quá nhiều thì bạn có thể mà giữ máu lúc đầu. Mà bây giờ mất máu lúc đầu nhiều thì nó cũng là một cái hạn chế. Là hồi trước thì mất máu bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà bây giờ mất máu lúc đầu thì hơi khó, cho nên là đa phần những người chơi bây giờ là người ta thường up cấp sớm giữ máu, mặc dù thua thì cũng thua nhưng mà thua ít máu thôi, chứ đừng có thua nhiều máu quá thì nó hơi khó trong cái phần combat. À, thì nói chung là bây giờ nó như vậy rồi, chúng ta cứ cố gắng là up cấp để giữ máu lúc đầu, rồi cầm Assassin là bạn có thể thấy có một cái trận ở nằm ở giữa hoặc là ở tầm trên bảng xếp hạng là được rồi. Thế game này thì bạn nằm ở top 4, top 5 bạn vẫn có điểm, top 6 bạn cũng vẫn chưa biết, chưa trừ điểm, tùy theo cái lượng rank của người chơi chung với bạn như thế nào nữa kìa. Đó, cho nên là mình nói chung là tầm top 4, top 5 là bạn có thể tăng một hai điểm gì đó. Top 3 là bạn có thể tăng một cái lượng điểm rất là lớn rồi. Top 2 thì thôi khỏi phải bàn ha. Top 1 thì vô địch rồi, ok. Tăng rank rất là nhanh. Mình thì cũng mới có mấy ngày thôi, và bắt đầu season 2 cũng mới có mấy ngày thôi, nhưng mà mình cũng đã có leo rank được khoảng 10 bậc rồi. 10 bậc từ cái giáo chủ rồi. Nói chung là giáo chủ không phải là rank của mình. Lần trước mình lên tới pháo đài, thì lần này bây giờ mình cũng lên pháo đài rồi. Mình cố gắng là Raw to Win, Raw to King chứ, Raw to King, đường tới vua cho mấy bạn xem như thế nào. Nhưng mà cố gắng ít nhất là sao, nếu mà bạn mình thời gian sau, nếu mà mình không có chơi nhiều á, thì mình cũng cố gắng lên video đều cho bạn là có một hào hai trận top 1 đâu, để cố gắng tới King là được rồi. Nói chung là mục tiêu mà thấp nhất của mình là cái mùa này là King. Nói chung mình không phải là cái dạng mà thích hay đua đòi mà top này top kia với người ta đâu. Mình cứ chơi vui là chính. Còn nếu mà bạn muốn cày hạn thì mình phải dành rất là nhiều thời gian. Còn bây giờ mình là cái con người mà không có thời gian mới là vấn đề nè. Chứ còn lúc trước mà phải như còn đi học thì thời gian còn phải bàn rồi. Hoặc là có một công việc gì đó nó có nhiều thời gian hơn, chứ còn bây giờ thì nó hơi khó khăn thời gian. Nhưng mà không sao, được. Mình chắc chắn là mình sẽ leo lên tới King cho bạn. Còn Win thì không biết nha. Win thì là một cái dự án khác rồi bạn. Dự án khác rồi. Đưa mấy con này vô cho nó tăng một chút cũng được, nhưng mà rất nhiều bạn kêu mình chơi cái con mới này đi, nhưng mà thật sự là nó không có duyên với mình thiệt luôn á. Mình ít khi nào mình đi bộ Hunter lắm, mà giờ có đi bộ Hunter đi nữa thì nó cũng không có đủ 6 Hunter, mà kiểu như đi Hunter phụ thôi, đi Hunter phụ thôi, nhưng mà nó cũng không có ra cái con này nhiều nữa. Cho nên là cái con mới này thì bây giờ mình thử mình để nó vào coi nó chơi được hay không nha, chứ còn chơi không được thì mình cũng không biết đâu ạ. Thật sự luôn, nó không có hợp với mình chút xíu nào. Bộ Hunter từ trước bây giờ chưa bao giờ là thế mạnh của mình hết. Mặc dù mình biết chơi nha, mình biết chơi bộ Hunter nha, chứ không phải như bộ Demon. Bộ Demon là mình mù tịch luôn. Mình ít, không bao giờ chơi bộ Demon luôn, ít chơi bộ Hunter. Mình thì cứ lẫn quẩn ở những cái bộ mà gọi là meta thôi. Nhưng mà cái game này từ trước tới giờ chưa bao giờ là meta của Hunter cả. Lúc nào mà Hunter nó cũng nằm ở cái mức 6 điểm nha. 6 điểm, chứ còn 7 điểm thì mình có nhiều bộ khác nó mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều đó. Cho nên là mình chưa bao giờ mà đánh giá thấp bộ Hunter cả, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ đánh giá cao nó cả. Trước khi ra God đi nữa thì mình cũng chưa bao giờ đánh giá cao bộ Hunter. Nhưng mà bây giờ cái meta Hunter bây giờ nó cũng là
đang trỗi dậy khi mà nó thêm một con nữa. Bạn lấy 6 hunter rất là dễ, nhưng mà bạn thấy không, bây giờ vẫn chưa phải là meta của hunter, sức mạnh của hunter vẫn còn yếu. Đa phần là người chơi bây giờ, bạn thấy những top đầu người ta ít chơi cái bộ hunter lắm, thường thường là người ta chơi bộ né kèm hunter thôi. Nhưng mà những cái bộ né kèm hunter về sau rất là dễ nha, rất là dễ lên đường nếu gặp bộ mech mà bây giờ god mech đang gọi là thời thượng rồi. God mech đang là thời thượng thì cũng hơi khó. Ôi da, ôi da, hay lắm, cái anh tiêu nó trở về cũng được, cũng khá, vẫn 97 máu thôi, mặc dù 97 máu thì cũng được rồi. Lúc này thì mình có 8 tiền, hiệp thứ 6, hiệp sau là còn mười mấy tiền. The Shore Heaven Bomber phải lấy rồi bạn ơi. Lấy The Shore với Heaven Bomber là hai con này 3 tiền, còn 10 tiền, được, đó là chuẩn. Còn 10 tiền rồi lấy The Shore, chứ không lấy The Shore, The Shore con này quan trọng nha. Bất cứ bộ nào nếu mà bạn múc về sau bạn sử dụng lượng mana lớn đó, thì bạn phải có The Shore hết. Mech nè, God Mech nè, rồi Knight cũng cũng cần nè, Dragon hay là Warrior gì cũng có thể mix con này vào cả. Cho nên là bây giờ mình đa phần là mà giờ mình có mình cứ lấy thôi. Trời ơi, cái thằng này nó mạnh dữ vậy. Ôi nó có vụ Knight rồi, K9 rồi, trời, K9 hai con cừu Aga, hai con Demon, rồi thêm một con Bad Rider này, nó hai sao nữa, nó mạnh như vậy thì thôi khỏi phải bàn. Kéo một cái mình chắc mất cũng phải gần 10 máu, kinh điển đấy. Thật sự luôn, thấy không ra con nào hết. Bây giờ đội hình như vậy thì chắc chỉ có chơi Lucid thôi, chứ giờ mà Win Streak cũng hơi khó. Làm sao đánh thắng được người ta mà chơi Win Streak đây. Nói chung bây giờ là mình mấy cho bộ nào thì mình chơi bộ đó, vậy mình đưa con này vào cái đã. Để đánh này ra, lấy hai hai con K9. Hai con K9 này lúc đầu cũng khá tăng. Mình chủ yếu là lấy tăng tăng một chút cũng được. Tăng tăng một chút cũng được. Trời ơi, cái thằng này nó có con này sớm dữ vậy. Cái con Warrior mà con Berserker này nè mà sớm dữ vậy luôn á hả? Chơi vậy rồi ai chơi mày? Trời ơi, con nó tán rồi. Ồ đội hình mình yếu quá bạn ơi. Ồ đội hình yếu quá rồi, không được rồi. Cái này mình phải sử dụng một cái gọi là sao? Kiếm cái gì ăn tăng nhân phẩm lên chứ, vậy hơi không ổn rồi. Vậy không ổn rồi. Heaven Bomber tốt, Skywrecker cũng được, God of War. Nếu mà bây giờ mình đưa God of War vẫn được, thì mình chỉ cần lấy một con Assassin của bộ bộ Goblin ra thôi là mình có God of War rồi. Để coi nha, để từ từ nha. Nếu mà lấy God of War thì mình để The Shore vào, hay là mình up cấp, cũng được, up cấp cũng lên được nè. Để con này vào, up cấp một cái đưa The Shore vào thì cũng gọi là ngon lành. Mà thôi, nếu mà bây giờ up cấp cũng được, còn không thì để như vậy thôi. Bây giờ up cấp thì cũng chả biết cho con gì vào, thôi để như vậy thử coi nó như thế nào. Hy vọng là con Heaven Bomber nó bắn được, nó bắn đúng con, đúng nơi đúng chỗ, hạ một vài con đó, đúng vậy rồi, hay lắm. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần mày làm nhiêu đó thôi là đủ rồi, chỉ cần mất ít máu thôi được rồi, không cần thắng. Nhưng mà trận này thắng rồi, bơm này nữa nổ chết hai con này chặt rồi. Ok, được, tiết kiệm máu được một round, round sau được 20 tiền rồi. Round sau được 20 tiền, cố gắng tích lại 50 tiền sớm nhất có thể nha. Tại bây giờ mình khó lắm, mình không chơi thắng hoài được đâu. Cho nên là bây giờ 22 tiền, hay lắm. Skywrecker rồi so lên 2 sao hết nè. Vậy được rồi. Vậy còn gì đâu để đòi hỏi nữa ta. Evicnite cũng có thể mua luôn. Bán mấy con Hunter đi luôn là vừa rồi đó. Bán mấy con này đi luôn là vừa rồi. Chắc là bây giờ nó hướng mình đi bộ God Mech rồi. Nếu mà như vậy thì chỉ có God Mech thôi, chứ không có chạy đâu khỏi nữa bạn. God Mech là chuẩn chỉ rồi. Bây giờ round thứ 10 này thì dễ rồi, không có gì hết. Có con The Shore hồi mana 2 sao thì cái lượng hồi mana khá là lớn rồi. Khá là lớn rồi, Heaven Bomber nó sớm thôi, nó đầy mana nhanh thôi. Heaven Bomber nó đầy mana nhanh thôi. Đó, vậy dễ mà. Ok, 23 tiền, không có cái gì cả.
cố gắng lên 50 tiền, 23 thì chừng 2 ra 3 round nữa là mình có thể lên 50 tiền rồi. Dễ thôi. Đưa hết mấy cái đồ mana vào như những cái con mà nó cần mana để nó xài tiêu. Vậy cũng được, God gì cũng được, God Max thì cũng có thể đó, God Max thì cũng có cũng gọi là tạm ổn nha. Ở God Max thì tạm ổn thôi chứ còn mà chưa ổn lắm đâu. Bây giờ trước đầu tiên là mình có đồ so 2 sao rồi, bây giờ mình nếu mà muốn đi God Max đó, thì mình phải có bất có bất bất là một đầu tiên, hai là Razo là cái con Thunder Spirit. Ô kia đó bằng cái con Thunder Spirit đúng không, xét đúng không? Chết rồi, thua rồi các bạn ơi. Chết con nữa, không chết được con nào nữa. Đó, rồi show nữa, thôi không cần. Rồi show bây giờ là mình có hai con này rồi, thì mình bán con này đi luôn cũng được. Mình mua con đẹp Defector này, đọc Doctor vài. Doctor là một trong những con mà kết hợp với bộ này khá ghê nếu mà nó hai sao nha. Nó làm choáng liên tục luôn á. Làm choáng liên tục luôn, bạn chỉ cần mà thả nó vào hai sao thôi là nó có thể làm choáng tương qua tương lại liên tục luôn á. Như vậy thì nó tăng cái bộ cái lượng lượng khống chế cho cái bộ Godmech. Cái bộ Godmech thì đa phần là những người chơi chúng ta sẽ bị thiếu cái lượng khống chế rất là lớn, thiếu cái lượng khống chế rất là lớn, cho nên là cái con Doctor mà của bộ Troy đó, bộ Galaxier đó, đó là sẽ như một cái con gọi là bù đắp cho cái khoảng mà bạn bị mất đi cái lượng khống chế lớn đi. Thì nó là một cái lượng khống chế gọi là chấp nhận được của bộ 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 Godmech nha. Nhưng mà nó phải hai sao chứ còn một sao thì nó khá sida, thiếu máu, thiếu hồi năng lượng, kêu cũng nhanh nữa, kêu nó cũng làm choáng cũng nhanh lắm, cho nên là mình không nghĩ là một sao thì mình nên sử dụng đâu. Ok, giờ mình đang còn LV Knight này, nó không lên hai sao. Nó lên hai sao thì cũng là một cái lượng tăng cũng khá là lớn. Bây giờ mình có 66 máu, rau thứ 13, 36 tiền. Nói chung là vậy là mình cũng hơi hẹo hẹo một chút rồi. Đáng lẽ mình phải giữ ở mức 70 máu để được 50 tiền. Chứ còn bây giờ như vậy thì nó hơi hẹo hẹo rồi. Không sao, dù gì mình cũng comeback lại lúc sau mà. Cho nên là yên tâm đi, chút nữa mình đủ 50 tiền, mình thấy mình hẹo quá, bắt đầu mình lấy tiền ra mình sử dụng thôi. Ôi, con này cực kỳ mạnh luôn. Con cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ làm cách nào đây? Thật sự không biết làm cách nào luôn. Ây à, 12 máu đào đấy, 12 máu thốn đấy, không đùa đâu, 12 máu đúng thốn luôn đó. Để coi, bây giờ mình còn có 54 máu thôi, 36 lao sau là được 45 tiền. God of War 2 sao nè. Ơi chà, mua con này làm gì? Mua con này đâu có xài được. Con này giờ nó xài nó sẽ bị trùng với lại bộ human của con này. Mình bán hết LV9 này luôn, mình mua con này về với Workman. Về Workman là cũng là một con kết hợp khá tốt khi mà bạn nó có cái skill xoay đó. Cái skill xoay đó cũng là một trong những cái dạng sát thương phép, và cái sát thương phép cũng khá là ghê. Chỉ cần mà nó xoay mà nó kiểu như nó con này God, nó vừa tăng mà nó vừa có sát thương phép nữa thì nói chung nó là một cái con cũng khá là cần của với bộ Godmech. Nếu mà giai đoạn này thì chưa, không phải là giai đoạn đầu nữa rồi, giai đoạn này là gần giữa game rồi, cho nên là nó một sao thì nó hơi yếu. Để coi chút mình có cái phương tiện nào mà phương án nào mà thay thế nó không, chứ mà mình để con Workman đó thì ở đó thì cũng hơi hẹo. Trời ơi, vậy luôn hả? Không cho cái gì luôn hả? 57 tiền. The world's messed up, not me. Con này cũng là một con khống chế, mà nó khống chế một con thì nó cũng hơi chưa đủ với mình, thật sự luôn. Nó khống chế nhiều con, gầy chế này nó hack được có một con à, nhưng mà nó lại kết hợp được với con Storm Shaman. Hai con Shaman này nó sẽ làm cho một con bị biến về con chim cục từ đầu game luôn, không cần mana. Thì nói chung cái đó cũng là khá là tốt cho những cái bộ mà cần cái lượng sức mạnh mà nó gọi là cao hơn đối phương từ lúc đầu á. Thì cái bộ mà nó, tự nhiên cái một con chủ lực của bạn đi, bạn thí dụ một con chủ lực của bạn đi bị biến về con chim cánh cụt mà thời gian rất là lâu nha, mà từ đầu game luôn nó không kịp thể hiện bất cứ thứ gì luôn là nó bị làm chim cánh cụt rồi,
xong rồi chút xíu nữa khi mà cái con này đủ đủ mana thì nó sẽ lại biến thêm một con nữa, thì bạn hiểu không? Đó là nó khống chế cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà mình vẫn thích cái con Doctor hơn, tại một cái là đó, cái đó con Doctor này là cái con mà mình thích nhất, tại vì cái bộ Godmech á, cái con này là một cung cấp một cái lượng khống chế rất là lớn, rất là lớn, thích rất thích luôn. Tại vì cái hồi chiêu của nó cũng không phải là quá cao á, còn đi phép to thì nó, bạn hiểu rồi đó, nó chỉ có một con thôi. Ok, mình đưa thêm cái này cho cái lượng tăng của nó, cho nó khống chế, quên cái lượng sát thương cho nó nhiều một chút, tại vì bây giờ đội hình mình đang hơi thiếu sát thương một chút á. Nhưng mà thôi để cố gắng rồi, nhưng mà 49 máu vẫn phải chưa chưa phải lúc mà gọi là quá 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 nguy hiểm cho bạn, phải 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 lo lắng rồi, hiểu không? Là hồi trước mình làm video á, cái khoảng mà mình combat lại là sau 20 máu là cái khoảng mà yêu thích của mình để combat lại. Để combat lại yêu thích nha. Còn bây giờ nó cái meta nó khác, thì nói chung là nó cũng khác, hơi khác một chút, tại giờ bây giờ người ta chơi Onin khá là nhiều. Và cái rank này, pháo đài này chứ thật sự là toàn là mấy ông king không á. Tại vì hồi mới nó bị reset rank á, xong rồi mấy ông xuống đây, mấy ông chơi lên lại không, cho nên bây giờ leo rank pháo đài cũng không phải là chuyện, gọi là một chuyện dễ như hồi trước nữa. Hồi trước pháo đài dễ thôi, mình lên pháo đài 2 ngày, mình lên pháo đài 4 dễ dàng. Chỉ chơi 3 4 trận gì đó win là mình win à. Mình thấy cũng không khó khăn lắm, nhưng mà bây giờ nó hơi khác biệt với lại meta nữa. Cho nên cái phần combat đó mà 20 máu thì nên hạn chế các bạn ơi. Nên hạn chế, bây giờ không phải là cái thời gian để thể hiện skill của đó nữa. Bây giờ là kiểu như hồi trước không phải là có một cái lối đá giống như đá banh gần đây vậy á. Đá banh bây giờ là kiểu như là thời đại của mấy cái bóng đá phòng ngự chơi chắc ăn, đúng không? Không có cái kiểu mà kiểu như thăng hoa được nữa. Thăng hoa được, không có kiểu mà giống như 4-3-3 gọi là siêu tấn công, nhưng bây giờ là thời đại của Mourinho rồi. Kêu bằng là 4-5-1 phòng ngự hết cỡ. Nhưng mà bây giờ 29 máu vẫn còn chưa chưa phải là lúc mà mình cần phải quá lo lắng. Nhưng mà bây giờ cũng nên xài tiền đi là vừa, nên xài tiền là vừa trước trước khi quá muộn bạn. Nên xài tiền đi chứ. Như vậy thì làm gì được đây? Không được. Ôi được cái này, chịu cái này được rồi nè. Cái này là tao chịu nè. Ok, con đó là sát thương lớn nha. Một cái lượng sát thương phép cực lớn nha. Rất thích hợp cho bộ God luôn. Bộ God Mech có thêm con đó 2 sao thì bạn ơi, mình bán con này đi, mình chờ mình chừa cái con Doctor lại thôi. Tại con Doctor là con yêu thích của mình mà. Đó không? Sát thương lớn à, sát thương khác biệt á. Không phải tầm thường đâu, muốn có động cơ về. Rồi. Mình xài mười mấy tiền, U30 thì mình xài 15 tiền. 15 tiền thì như đồ hình như vậy thì có thể tích lại 50 tiền cũng được. Chắc là không mất máu nhiều đâu. Thế bây giờ là đủ sát thương, đủ tăng rồi. Hai con người máy đằng trước đủ tăng rồi. Sát thương đằng sau thì có hai con, một con là con Hunter với một con là con trồi. Ngay đúng lúc luôn là mình cần luôn. Ngay đúng lúc là mình cần luôn. Con bây giờ là cái lượng khống chế con này cực kỳ lớn luôn. Bây giờ mình có thể lấy một con này ra rồi mình để con này vào, hay là mình lấy con này ra để nãy này vào. Chạy đi. Cái con này thì bây giờ nó nói chung là nó cũng đẻ đái, nó cũng không nhanh lắm. Như vậy thì để con này vào để cho cái lượng khống chế nó cao. Chứ còn bây giờ mà đẻ thì nó không có hên một con giả thú nào hết, thì nói chung con này xài đầu game thôi. Chứ còn về cuối game là bây giờ phải có lượng khống chế nè, đó tưng nè, tưng nè, đó khác biệt liền. Bây giờ lại tưng nữa nè, khi mà nó đủ mana nó tưng tiếp đó, tưng tiếp. Ok, đẹp, được, ngon lành, được. Bây giờ 29 máu cũng bình thường thôi bạn, bình thường thôi, 42 tiền cũng không sợ lắm. Mình phải lấy Shining Dragon rồi, bất á. Tại vì nếu chút mà bạn muốn đi 4 God Mech á, thì bạn có phải có 3 con Mech là quan trọng, là sau The Sword, Shining Dragon, với lại một con nữa là con Thunder Spirit á, con Razor đó. Phải cần có con đó, tại vì bạn muốn Mech là bạn phải có mấy con đó rồi. Không thể nào chạy được hết, tại vì chỉ ba con đó mới có kết hợp với được với bộ God thôi.
chứ còn Mac nào khác thì cũng khó. Mac 5 tiền thì khỏi phải bàn, có Mac 5 tiền thì ghê rồi, nhưng mà sợ là bạn không có được thôi. Mình con Mac 5 tiền đó thì cũng nói chung là cũng căng thẳng nó mới có được nó. Level 8 là mới có 3% thôi, level 9 là bạn có khả năng là bạn ra nhiều hơn chút, chứ còn mà mấy level 8 thì cũng khó. Trời ơi, sao vậy nhỉ, sao lại như vậy nhỉ? Đó, Thunder Spirit nè, đó là mình đó, đang có 3 con trứng. Cái này phải lấy trứng các bạn, ở này phải lấy trứng rồi. Tại thời gian này úp những cái con này nó khá là mắc tiền, nó khá là đắt tiền. Và bây giờ mình không lấy trứng thì lúc sau sợ là mấy con này mà bây giờ chỉ cần mà đủ con nào 3 sao mà 1 tiền mình cũng lên luôn, 1 tiền cũng lên luôn. Tại bây giờ vả lắm rồi bạn, vả lắm. Mà bây giờ là con nào mà rảnh thấy 1 tiền mà lên được 3 sao đó, là mình cũng vả luôn. Tôn, đúng rồi, tôn đi em. Tôn nữa em. Tôn nữa nè, đúng rồi, rồng nè. Rồng nè. Bắn nè. Xoẹt, chết rồng nha. Anh tiêu cái hàng chết rồi. Quê, được. Quê cũng được, cũng được, cũng được. Mr. NM này, thằng 47 máu. Vậy mà mình cũng đánh quê được với nó, cũng ngon. Heaven Bomber tốt đấy. Chút nữa mà Heaven Bomber mà ra thêm một con nữa, mình lấy trứng để up lên 3 luôn. Tại Heaven Bomber khá là quan trọng cho cái bộ God Mech này, tại nó là cái lượng sát thương. Ồ, Wing Ranger này thì không cần rồi, tại mình có con 2 sao rồi. God of War này cũng lấy bỏ ra. Ồ, Thunder. Ồ, con Thunder này mình up lên. Có khi nào mình lấy trứng mình up Thunder lên không ta? Tại vì Thunder khá là quan trọng nha. Thunder khá là quan trọng. Một cái lượng gọi là cái lượng sát thương mà gọi là chính của cái bộ God Mech á. Tại bộ God Mech nó kén cái lượng sát thương lắm. Bạn chỉ có những cái con mà giống như Thunder Spirit nè, Wind Ranger nè, hoặc là con Heaven Bomber thôi. Những cái con đó để làm là sát thương chính của bạn thôi. Mất 29 máu, còn 20 máu nè. Không sao bạn, 49 tiền, nói chung mình cũng còn một cái khoản tiền chống lưng như vậy thì mình cũng không ngại là mình có thể sử dụng hết tiền để một là up cấp, hai là mình kiểu như mình chơi lớn luôn. Hai trứng ngại gì, không up một con up cấp rồi bỏ con Razo ở Thunder Beast vào nè. Thunder Beast 2 sao nè. Đó, như vậy đi. Bây giờ mình có con bất hai, con Shining Dragon nữa để cho nó lên 2 sao hẳn luôn. Được luôn. Wind Ranger không cần bạn ơi. Thôi Heaven Bomber. Khóa lại cái từ từ. Heaven Bomber là một con lên 3 sao thì nó khá là quan trọng nha. Khá là quan trọng đó. Razo vô là nó có hơi khác biệt đó bạn. Hơi khác biệt đó. Ồn bên tụi này nó còn khá nhiều tiền. Chết mình rồi, mình xài tiền nó hơi sớm. Xài tiền nó hơi sớm rồi. Nhưng mà không sao, kệ đi. Dù gì nếu mà mình không xài tiền thì mình cũng bị tụi nó vả gãy răng thôi. Heaven Bomber mình chỉ cần thiếu một con đó là mình có thể lên được 3 sao rồi bạn. Thiếu một con đó là mình có thể lên 3 sao. Chắc là mình lấy trứng mình nâng luôn thôi. Lấy trứng nâng luôn. Khoan nhờ, bán con này đi, mua con rồng. Rồi lấy trứng nâng con này luôn chứ hả? Khoan các bạn. Có nên lấy trứng nâng con kia không ta? Thôi nâng 3 sao luôn chứ. Nâng 3 sao là quyết định quan trọng đó. Tại vì bây giờ mình có 3 con Mac rồi. Như vậy cái lượng sát thương nó sẽ đến rất là ổn rồi. Bây giờ chỉ cần mà cái con đó nó lên 3 sao nữa, con Heaven Bomber nó lên 3 sao nữa thôi, là cái lượng sát thương của nó khá là nhiều đấy, không phải là dạng cái dạng mà tầm thường đâu, ở cái dạng là phải tầm cỡ đó bạn, cái dạng như tầm cỡ nha. Bây giờ hy vọng là nó ra rau sau, tại mình hết tiền rồi bạn, hy vọng nó ra rau sau cho mình lên 3 sao hẳn luôn. Tại bây giờ mình đang có 2 con nó sắp lên 3 sao. God of Thunder mình phải mua đó bạn, mình phải mua thôi. Hơi căng nha. God of Thunder ra lúc này là chuẩn chỉ luôn á. Ra lúc này là cực kỳ quan trọng luôn. Bây giờ mình không úp được con nào 3 sao cả.
và đúp con này lên thôi bạn, đúp con hai phần bomber lên thôi đó. Hãy như vậy đi, vẫn là 3 mét, vẫn là 3 mét, nhưng mà chút nữa mình úp chính được thì mình sẽ sử dụng, úp chính được thì mình sẽ úp chính được thì mình sẽ có thêm một con Silent Dragon vào đội hình nữa thì nó ngon, ngon hơn. Nói chung bây giờ là như vậy là hết tiền rồi bạn, như vậy là hết, gọi là hết nhân phẩm rồi đó. À, gọi là hết nhân phẩm rồi. Bây giờ mình thấy vậy, nãy giờ mình Sida vậy chứ mình cũng từ cái top dưới mình leo lên tới hạng 5 mà nữa. À, từ cái top dưới mình leo lên tới hạng 5 rồi, mình đâu phải là dạng mà gọi là yếu đâu bạn, gọi là ngon đó chứ, dữ nha. À, gọi là dạng dữ đó bạn. Mình để coi như thế nào. Ồ, Shining Dragon là phải mua nè, bây giờ để dành tiền thôi bạn. Cái con này thì nó chắc là cái thời gian hồi chiêu của nó không bằng con bất này đâu, cái con Shining Dragon này đâu. Cho mình đưa con Shining Dragon này vào luôn. Đó, còn chút nữa thì mình nâng được con nào thì mình nâng. Vì úp chính được hay không là vấn đề nè. Bây giờ có God of Thunder thì cả là cũng gọi là ngon đó chứ. Level 8 3% ra cái con mấy con huyền thoại này, cái con hiếm này á. À, mà nó cũng ra được God of Thunder gọi là đúng bộ God mình đang xài luôn thì nói chung là tuyệt vời. Nhưng mà cái con God bây giờ thì nó hơi yếu một cái là nó lượng sát thương thì khỏi phải bàn, nhưng mà cái lượng hồi mana của nó còn hơi chậm mà. Cái lượng hồi mana nó còn hơi chậm. Chút nữa mà mình đánh ra quái nào đó mà rớt ra món đồ mana nào thì mình để hết cho con God of Thunder luôn. God of Thunder luôn để nó giật xét cái đầu cho nó lẹ. Giật xét cái đầu nó lẹ xong rồi nó sẽ hồi chiêu giật xét cái hai cho nó nhanh. Như vậy thì dồn đam nó ngon hơn, còn cái lượng đam thì có đập thanh đời phải khỏi cái bàn đi ha. Khỏi cái bàn đi. 10 tiền các bạn, để mấy con này lên cho nó hồi mana cho nó sớm. Không sao các bạn, bình thường 20 máu. 20 máu, 10 tiền thì cái 20 máu thì nói chung là mình chấp nhận được, nhưng mà 10 tiền thì mà hơi giặt dẹo. Thật sự là mình là cái con người mà rất là thích tích tiền. Chơi game này mình rất là thích tích tiền, mà bây giờ rao thứ 27 nữa mà mình còn 10 tiền là mình bị vỡ kế hoạch các bạn. Cái trận này mình hơi hẹo một chút là mình đang bị vỡ kế hoạch nha. Mình muốn nói cho bạn rất là nhiều video mình đã nói cho bạn về cách làm kinh tế ở game này rồi. Rất là quan trọng trong những cái pha combat. Mà tại vì lúc nãy mình cũng hơi hoảng lúc mà mình sợ chết á. Cho nên là mình lúc nãy mình xài tiền hơi nhiều, hơi quá tay. Nhưng mà nói chung là cái lượng mà nó đổi lại thì nhân phẩm mình cũng khá cao khi mà mình có một con God of Thunder sớm. Rất là sớm nha, mình mới level 8 thôi. Level 8 là cái level mà có thể ra có thể ra God of Thunder, cái con màu vàng thôi, chỉ có 1% thôi bạn. 1% mà nó ra con God of Thunder là bạn hiểu cái độ mà nhân phẩm của mình tới cỡ nào ha. Mình không cần phải nói nhiều về cái độ nhân phẩm của mình rồi. Nhưng mà nó ra được đúng con như vậy thì nó thật sự là cứu mình một ván bài luôn. Mình mua cái con này về chắc chắn là phải có tôm shaman rồi. Nếu mà chút nữa mình úp chính được á thì mình đưa con tôm shaman vào, đó là cái vấn đề bắt buộc mà, hiểu không? Bộ God nào cũng cần một con tôm shaman khỏe 2 sao hết. Một là để lên hàng trước để làm gì, một là tăng, hai là nó nhận được cái lượng mana đầu tiên để làm sao nó phục cho bên kia nó không còn sử dụng kill được nữa, thì nó sẽ là một cái lợi thế rất lớn. Khi mà God of Thunder, cái bộ God bạn hiểu không, God Mech á, thì nó cần cái xài chiêu nhiều. Và bạn hiểu xài chiêu nhiều mà bên kia không xài chiêu được thì bạn hiểu là cái mức độ chênh lệch sức mạnh nó cỡ nào chưa. Giật một cái nào, sao có giật con này thấy yếu dữ vậy nè, không thấy chết vậy. Giật cái nữa rồi, giật cái nữa mày thấy chết chưa. Ồ, chết liền luôn. Hay đấy, được. Mình có 5 trận thắng bạn, 5 trận thắng bây giờ mình tích tiền được á. Bây giờ cái giai đoạn này mình tích tiền khá ngon á. Cái thằng hồi nãy thì nó chơi bộ mặt trăng như vậy mà gặp bộ mét là thua rồi. Bộ né đó chỉ sử dụng cho những con mà đánh tay thường thôi, chứ còn mà không có né được phép nha. Nhắc lại là không né được phép nha. Cho nên nó chơi bộ đó thì nó hơi hẹo với mình rồi. Nhưng mà trừ khi nó kẹp thêm tôm shaman vào thì tôm shaman của nó mà có mana trước thì mình cũng hơi hơi giặt dẹo, nhưng mà không sao. Chút nữa mình thấy thằng nào khó chơi quá thì mình coi đội hình nó, mình đưa qua bên khác vậy. Đưa qua bên khác để coi nó như thế nào. Hy vọng là mình trận này mình có thể nằm trong top là được rồi. Bây giờ 20 máu mà 20 máu thì không phải là ít, mà mình cũng nói rồi, tiền mới là vấn đề quan trọng, hiểu không? God of Thunder. Giật em, được em. Chết rồi, không ổn mấy bạn. Giật cái nữa nè, được. Ồ, nhưng mà toang rồi, chết rồi. Yeah. The universe is made up.
mất 6 máu, còn 14 máu. Đầu thốn thật, thốn thật sự. 28 tiền, bây giờ mình chờ 30 tiền là mình có thể up được cấp 9 đó bạn. Bán con này đi 30 tiền là bây giờ up được cấp 9 đó. Up cái hết tiền luôn các bạn. Đó không? À, mình đưa một con tăng vào cũng được, hoặc là mình đưa một con tôm shaman vào đi. Tôm shaman vào để cho nó có cái lượng khóa kêu. Khóa kêu được càng sớm càng tốt nha. Và hy vọng là chút nữa mình có thể lên được nó 2 sao thì nó ngon hơn, ngon nhất, ngon nhất có thể rồi bạn. Cái con God of Thunder thì mình cũng không hy vọng nó lên được 2 sao, tại nó cũng hơi khó. Nó hơi khó ra. Bạn phải roi khá là nhiều mà nó mới có cửa ra bạn. Chứ còn không là bạn cũng hơi khó ra đấy, không phải tầm thường đâu. Nâng cái trượng pháp trượng xung kích này vào trận, nó sẽ tăng một cái, nó sẽ bắn một cái tia gây sát thương cho bên kia. Và cái tia nó gây sát thương nhiều. Ô, Tom Shaman được nè bạn. Được lắm bạn. Mình khóa lại một cái để Tom Shaman mình lên, chỉ cần lên Tom Shaman chỉ cần 2 sao thôi là mình là gọi là mình được lắm rồi bạn. Chỉ cần 2 sao thôi là mình ngon lắm rồi. Giật nè, giật nè, đâu à, giật nè. Giật nè, đùa nhau chăng? Ui. Hay lắm. Ôi nhưng mà chết rồi. Nguy hiểm rồi bạn ơi. Được, chưa sao. Mày nè, bắn anh tiêu ạ. Mày xạo quê. Hên quá, không mất máu chứ không mất cái đó nhiều máu đó bạn. Mất cái đó nhiều máu, bây giờ mình đâu còn cái máu gọi là nó cái gì mà nó gọi là nó dư dả quá đâu, cho nên là mình cố gắng là mình tiết kiệm từng đồng một, hoặc là từng máu một bạn. Gọi là từng máu một mới đúng. Tom Shaman này được nè. Winranger chắc giờ không đưa vào được rồi bạn. Mình bán luôn đây. Hy vọng là nó ra một con tự. Được. Hay lắm luôn. Ra con này đúng chất luôn á bạn. Đúng chất luôn ạ. Hay lắm. Cũng may là nó ra, chứ không là cũng hơi giặt dẹo với nó đó. Chứ không phải tầm thường đâu. Hay lắm. Lên được. Còn God of War mà lên được 3 sao nó gọi là chuẩn luôn à. Cái dạng tăng cứng luôn à. Lại gặp thằng này nữa, lại gặp cái thằng mà chơi Hunter, chơi bộ né này nữa. Để coi mày như thế nào đây. Né thử coi. Xạo à, khác liền các bạn, khác liền. Hồi nãy là chỉ là một cái sơ suất nhỏ trong cái bộ máy hệ thống thôi bạn. Còn bây giờ là nó mượt mà nè. Không, một cái lia nhẹ, một cái đội hình vậy mới được bạn. Hay lắm. 32, rau thứ 32 rồi. Rau này thì mình không biết đánh quái, cái đội hình này thì không biết đánh quái như thế nào nha. Nhưng mà đánh người thì bây giờ gọi... Wow. Đúng chất các bạn, đúng chất luôn á. Gọi là đúng chất luôn, bây giờ mình chỉ cần những cái con đó thôi mà nó ra đúng ngay con đó luôn. À cái thằng này bây giờ nó để góc bên này. Cái thằng này là cái thằng quan trọng nè. Nãy giờ nó thắng mình không à, nó không có thua. Mình chuyển qua mình khắc, mình phải gọi là sao ta. À, mình không phải là khắc chế mà tôi kêu bằng gọi là kháng nó liên tục, chứ để nó hơi nhiều máu á. Đây đúng rồi bạn. Mày nè, đúng rồi, khóa kêu đúng vậy rồi đó. Mình cho cái con khóa kêu ra trước rất là hay nha, mà đổi đội hình như vậy khá ổn, được đẹp được các bạn. Mình sợ là nó nhảy ra hàng sau, với lại nó cái con hồ mana của mình, cái con mà khóa kêu của mình, tôm shaman của mình không khóa kêu được. Ai giờ khóa kêu được nó luôn. Bây giờ nó mất máu nhiều nha. Bây nãy là 40 mấy máu, bây giờ con 29 máu là mất máu nhiều nha. Mất 10 mấy máu á. Mấy máu là được các bạn. Được. Chết rồi, bây giờ hai con này thì không có mua về cũng đâu chả làm gì được. Không nâng 3 sao nổi rồi. Hy vọng là nó có thể cho mình ba con God of War nhỏ cũng được. Ba con God of War nhỏ cũng được, hoặc là thêm một con God of Thunder với một cái trứng nữa. Cho God of Thunder mình lên nó 2 sao đi, cho nó giật khỏe hẳn. Chứ bây giờ 1 sao mình nằm ở cái mức gọi là sao bạn, thắng với lại thua bạn, nằm ở cái mức thắng thua. Bây giờ nó cũng hô, thằng này 9 warrior ngon đấy bạn. Nhưng mà ngon đấy.
chính quơ rơ rồi mày không có kháng phép rồi mày làm gì tao? Kirito, à, Kirito này chất chơi mà chết rồi bạn. Gặp mình là nó toan rồi bạn. Ui, đép được hả? Mình đây mình thắng nó nhà nó đép được mình. Ok, chấp nhận, mày khỏe. Ok, Kirito, ghi nhớ rồi. Lần sau gặp lại thì không có dễ dàng vậy đâu nha. Ui, what? Mình lên đầu bảng rồi bạn. Mình lên đầu bảng rồi. Mình 14 máu mình lên đầu bảng rồi. Mấy thằng kia nó thua ai nhỉ? Wow. Hay đấy, được các bạn. À, nói chung đội hình này cũng không phải là gọi gì xuất sắc lắm nhưng mà gọi là đội hình nhân phẩm mà. Rồi cái nào nó cần ra là nó ra. À, nó không phải là quá xuất sắc nhưng mà nó gọi là một cái hướng đi các bạn, hướng đi. Chứng minh cho các bạn biết là Godmac chưa chết. Nhưng mà mấy về sau thì Godmac cái bộ Mac chỉ đi với God thôi. Chứ mà Mac mới lúc sau về sau thì những cái update sau thì mình nghĩ là Mac là không có cửa nữa bạn. Cho nên Mac lúc sau chỉ đi với God thôi. God thôi. Bây giờ chín con về cũng được các bạn. Nói chung là vừa đủ rồi. Cái này nó nằm ở lằn ranh luôn các bạn. Là dưới chiến thắng với thua cuộc nó nằm ở giữa ngay chỗ đó luôn. Nó chỉ hơi xê xích qua một chút thắng thôi. Và hy vọng là 14 máu là mình có thể được top 1. Hy vọng thôi. Chứ cũng chưa biết như thế nào, để coi. Ở cái thằng này thì không có vé rồi bạn. Ôi, để con này để gấu đúng không? Thằng này khá hay, thằng này biết chơi. Nó để cái bling cho con móng vuốt Razulo này để làm sao nó bling ra hàng sau của mình, nó đẻ con gấu của nó. Gây sát thương nhiều nhất có thể. Nhưng mà nó tính sai một cái là sao? Nó nhảy ra hàng sau của mình á thì đội hình mình đâu có chết liền, tại vì cái con gấu với lại cái con kia nó phải dựa vào cái đánh tay mà mình lia rất là nhanh. Mình lia rất là nhanh. Cho nên là nó có thể chơi đó bất cứ bộ với người khác nhưng mà chơi với mình thì nó còn hơi non. Oh, pháp sượng xung kích lên level 3 rồi nha. Bây giờ giật con nào mà gặp yếu máu là chết chắc đó. Yếu máu là chết chặt, khỏi nói nhiều. Ôi, giữ gì vào. Trời, Blink Sorcerer mua con này chứ. God of War, lấy con War bạn. Không có gì hết. Nhưng mà thua nè bạn. What the hell, thằng Kirito này. 14 máu. 14 máu còn 1 máu. What? Khoan, thua nha, coi chừng nha. Cái này thua nè. What the hell, cái này thằng... Nó có con, không lẽ nó lấy kháng phép? Đâu có, nó chưa có kháng phép mà. Nó... What the hell? Cái gì vậy nhỉ? Ôi, tôi thắng mà tôi không biết luôn á. Rau nữa chắc toan các bạn. Rau nữa chắc toan thiệt rồi. Ok, thôi, mình xin chấm dứt video đây. Mình thấy hay như để lại một like, một đăng ký, ủng hộ channel của mình. Xin chào các bạn.